Hi, chào bạn, đây là trước mặt các bạn, đây là cây bưởi da xanh Tam Tân được 2 năm tuổi. Sau 2 năm chăm sóc thì bắt đầu cây đã ra trái. Hồi năm vừa rồi cũng đã có trái các bạn, nhưng mà do thấy còn nhỏ quá, cây chưa có to, chưa phát triển nên hái bớt. Thì năm nay để trái lại thì bây giờ trái cũng đã được một cây. Thì các bạn thấy đây là một cái cây này cũng được 7-8 trái. Có cây thì đậu khoảng 2-3 trái bạn, tùy theo. Đây là các bạn nhìn thấy ở dưới gốc nè, ở dưới gốc cây là lúc này là do mùa chuẩn bị bước sang mùa hè đến và mùa nắng rồi đó, nên bắt buộc phải lấy những cái dơm, cái cỏ đậy cái gốc xung quanh cái gốc lại các bạn, làm cho nó bớt cái độ khô đất, nóng đất. Thì do chỗ này các bạn thấy chăm sóc phải chịu khó chăm sóc thì cây nó mới được phát triển tốt như đây. Cái trái cây này trái bự nữa bạn, bưởi da xanh á, bưởi này là bưởi da xanh ruột đỏ mà. Nó như cây này thì có cái chỗ nhánh chỗ này hãy đậu tới 3 trái nè. Cùng là một vườn bưởi nhưng mà cái khúc trên này thì nó phát triển tốt hơn các bạn, do đất nữa. Như cái này đậu được 2 trái, đậu nhiều lắm nhưng mà hái bỏ bớt các bạn, không có để sợ nó không có đủ sức để mà nuôi cái trái, bắt buộc phải hái. Trừ khi nào cây nào mà nó nhiều nhánh nhiều tàn nó khỏe thì mới để nó nuôi trái, còn mà thân nó còn nhỏ quá thì cũng không có dám để. Như cây đằng kia thì cũng được mấy trái. Như cây này để được một trái. Khi mà mình lấy cỏ với lấy dơm với dạ mà mình đắp xung quanh gốc thì mình tưới nước, thì cái dơm với dạ này nó sẽ ẩm ướt và nó giữ lại đất, làm cho đất có độ ướt lâu hơn. Như cây này thì trái này cũng to mà có thể trái đầu mùa nó không có ngon. Xung quanh là chàng sen mấy cái dừa. Đây các bạn thấy không? Xuống tới chỗ này là bắt đầu cây nhỏ lại bớt rồi. Ở trên không biết sao đất nó sung, đất nó tốt và sao cây nó sung, nó phát triển nhánh nhiều tàn lắm, nhưng mà chăm sóc thì cũng y như nhau các bạn. Đây đậu như cây này các bạn thấy nè, cây này đậu cũng nhiều trái nè. Cái này do quay lại ánh sáng nó bị đối diện ánh sáng nên nó có lúc tối lúc sáng các bạn. Như cây này cũng nhỏ xíu mà đậu để là một trái. Hiện giờ do cây mới 2 năm tuổi thôi nên con không dám để nhiều, để mỗi cây có 1-2 trái thôi các bạn. Nhưng mà không biết là trái đầu mùa ăn nó ngon hay không thôi. Cái này là Tết hái được hết rồi.
Đây bạn, cây này cũng để nha. Lúc trước đậu bông nhiều lắm nhưng mà bứt các bạn, bứt bông hết. Tại vì cây, các bạn thấy không, cái thân này cũng nhỏ lắm, cái thân cây nó cái tán ít quá, không có dám để nhiều nó không có đủ sức. Cái này để được trái. Ở trên này thì tốt hơn dưới các bạn, dưới đó là đất nó không biết sao nó cây nó không có phát triển mà ở trên. Thôi các bạn thấy tất cả mấy cái gốc bưởi là phải đậy lại, nếu mình không đậy lại thì cỏ lên nhiều lắm, cỏ lên nó cũng che được cái nắng mặt trời, nó cũng làm cho bớt khô có đâu khô gốc các bạn. Nhưng mà mình bón phân thì sẽ nó hút phân nhiều lắm, mấy cái cỏ nó hút hết chất dinh dưỡng, cây nó không đủ sức. Nó xuống tới dưới là cây nó không có còn phát triển xung xê trên khúc trên này. Ở trên này thì cây nó tốt hơn. Như cây này cũng được nhiều trái không ạ? Bưởi da xanh dục đỏ thì ngon lắm các bạn. Nó có thương hiệu luôn á. Nghe nó bưởi da xanh dục đỏ là người ta ai cũng thích á. Vườn này là trồng được 2 năm mà, do đất ở đây mà. Đất nó cũng lúc trước trồng vội quá bạn nên nó cũng chưa có sung bằng mấy cái vườn khác. Mấy vườn khác người ta phải lúc mà làm đất nó phải phơi đất. Đó bạn, cái cây nè tàn nhánh quá trời luôn nè bạn, trái mà trái chưa to. Cây mà được sung túc như vậy thì nó sẽ dậm dạp, nó che nắng nhiều hơn, nó đỡ khô gốc. Có cây thì to, có cây thì phát triển nhanh, có cây phát triển chậm, nên cũng cái tán chưa có đủ để mà che hết nên khô đất. Hôm nay Phương quay cái vườn bưởi cho các bạn thấy cây bưởi 2 năm tuổi. Thì cũng tùy theo vườn, có vườn thì kỹ thuật tốt, chăm sóc tốt, rồi phải nhờ đất, nhờ nước nữa thì nó sẽ phát triển tốt. Còn vườn bưởi này tạm thời là do, đây có trái, do tạm thời là tưới nước từ đây các bạn. Tưới nước dưới đây, nước này cũng chưa được tốt, không phải là nước ngọt á, nước bị nhiễm phèn á mà, nên cây nó cũng không có được sung mấy, không được tốt mấy. Có nhiều vườn người ta trồng ta tưới bằng nước ngọt á, do ảnh hưởng bị nước nên cây nó cũng chậm phát triển. Như được cái cây này bạn thấy không, cây này thì nhìn nhiều nhánh nè, trái cũng nhiều quá chừng. Cả vườn bưởi mà được có tất cả đều giống như cây này hết thì ngon lắm bạn. Điều bà trồng đều 2 năm tuổi hết, nhưng mà do có cây nó chịu, có thể là cái giống nó tốt mà, giống cây tốt nữa cũng không chừng, mình không biết được. Đó, hôm nay Phương quay lại chia sẻ đến các bạn vườn bưởi 2 năm tuổi. Cho các bạn cùng xem là có vườn thì tốt, có vườn cũng chưa được tốt mấy. Và cảm ơn các bạn đã xem video đến đây hết. Xin chào và hẹn gặp lại, tạm biệt.